Nếu bạn đã từng nghe nói về bắt nạt trên mạng, hay thậm chí là đã và đang bị bắt nạt trên mạng, thì có lẽ bạn cũng sẽ hiểu tôi phải trải qua những gì. Vết sẹo này, tất nhiên nó là cái châm ngòi chứ không phải hậu quả của việc tôi bị bắt nạt trên mạng đâu nha. Vết thương từ lần giúp một em gái tránh khỏi tai nạn trên đường đã để lại sẹo khá dài trên mặt của tôi. Sao thằng kia lại bị sẹo thế nhỉ? Ê, mặt sẹo! Từ đó tôi có cái tên là Khóa Sẹo và bị đồn thổi là nhân vật dị dạng trên khắp diễn đàn của trường. Đương nhiên tôi hiểu vết sẹo cũng chỉ là cái cớ thôi. Kẻ bắt nạt sẽ tìm ra rất nhiều lý do khác để bêu xấu bạn, vì đơn giản là vì họ thích bắt nạt. Nếu bạn chẳng may có hơi béo, bụng hơi to, bốn mắt này, hay thậm chí là chân nhiều lông một chút, cũng đủ để bạn trở thành các chủ đề bàn tán của cả trường rồi. Kẻ bắt nạt trên mạng sẽ dùng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như thư điện tử, mạng xã hội, nhóm chat, vân vân và mây mây để uy hiếp tinh thần bạn hàng ngày. Hoặc chia sẻ những tin đồn không đúng về bạn, để bạn trở thành một con quái thú trong suy nghĩ của mọi người. Thậm chí cô lập bạn khỏi tất cả các nhóm hay cộng đồng trực tuyến mà bạn tham gia. Điều khó khăn đó là bạn khó có thể xác nhận được ai là thủ phạm của việc bắt nạt trên mạng. Đó có phải là tên sao đỏ kênh kiệu khó tính không nhỉ? Hay đứa bạn mới vào, khó gần và đặc biệt là suốt ngày cầm cái máy điện thoại cười nham hiểm? Cũng có thể là mụ lớp trưởng đánh đá hay quát nạt người khác. Nhưng biết nhiều về mình đến thế, chẳng lẽ nào lại chính là thằng Hiếu ngồi cùng bàn hiền hiền đút đút? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng kẻ bắt nạt trên mạng có thể là bất kỳ ai vì họ giấu mặt, và nội tâm của con người thì chẳng ai nhìn thấy được. Và nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Biến mình thành một kẻ tự kỷ với những suy nghĩ tiêu cực, chán nản và làm tổn thương bản thân, hay vùng lên, nghi thủ phạm là ai thì xử lý người đó, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót? Khoan, bộ óc thông thái của tôi mách bảo, nếu tự làm hại chính mình thì thật là có lỗi với bản thân. Nếu quay sang trả thù thì chẳng khác nào tạo ra một vòng luẩn quẩn. Tôi từ người bị hại lại trở thành kẻ bắt nạt. Tạo nghiệp lắm. Mà tôi nghĩ cái này xảy ra ở đâu thì giải quyết ở đó. Chỉ bằng lại lên mạng tìm kiếm các giải pháp hay xem sao. Tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN định nghĩa bắt nạt là hành vi lặp lại và dai dẳng với chủ đích làm tổn thương hoặc gây đau khổ cho một cá nhân, có thể về thể chất, lời nói, quan hệ xảy ra trực tiếp hoặc trực tuyến với ý định, thù địch và liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực có thể quan sát hoặc nhận thấy. Để chấm dứt hành vi này, cần có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, về giáo dục, đào tạo, về giáo dục nghề nghiệp, về trẻ em, các tổ chức hoạt động vì trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên, doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng, tổ chức, cá nhân hoạt động, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng, các bên liên quan khác. Cũng đồng nhất với tuyên bố ASEAN, tại Việt Nam cũng đã có quyết định số 830 QĐTTG của Thủ tướng về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Điều này có nghĩa rằng bắt nạt trên mạng có thể là một hành vi phạm pháp, và thay vì phải đối mặt một mình với việc bị bắt nạt trên mạng, tôi có thể nhờ tới sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và pháp luật. Đúng rồi, đó là trên hầu hết các nền tảng điện tử đều có nút báo cáo. Chúng ta có thể dùng chức năng này để báo cáo về các vấn đề bắt nạt trên mạng. Con bình tĩnh để bố mẹ tìm ra thủ phạm cho. Bố mẹ lúc này chính là chỗ dựa và là những nhà điều tra xuất sắc để giúp tôi tìm ra được manh mối. Mặc dù phần lớn họ đều mù công nghệ, thầy cô giáo và nhà trường cũng chắc chắn có thể tìm ra thủ phạm và phương án giải quyết. Và đừng quên, luôn có Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 có thể lắng nghe và hỗ trợ 24/24 khi bố mẹ hay thầy cô giáo chưa hỗ trợ được cho vấn đề của chúng ta. Alo, Tổng đài 111 xin nghe. Và khi đã tìm ra được thủ phạm rồi, thì thay vì... Hãy trao đổi thẳng thắn với họ với những hậu quả họ đã gây ra và tìm cách khắc phục. Suy cho cùng, cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Và việc vượt qua bắt nạt trực tuyến cũng như một kỹ năng sinh tồn mà chúng ta phải học, học nữa, học mãi. Để những kẻ bắt nạt phải hiểu rằng bắt nạt là phạm pháp và cũng không dễ gì mà bắt nạt được chúng ta đâu. Đừng dại mà tốn công bổ ích. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ góp phần giúp những ai đang bị bắt nạt trở nên mạnh mẽ và thông thái hơn. Những ai chứng kiến bắt nạt cũng hãy lên tiếng và giúp đỡ bạn của mình. Và những ai đang bắt nạt thì hãy tỉnh ngộ để rồi tránh việc gậy ông đập lưng ông.